September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. Đó, cái sơ bột nó có sợi rất là đẹp luôn mà nó mịn lắm. Sẽ một miếng nhỏ ra ăn thôi. Wow, bánh cái trong rất là mịn. Chào các bạn, hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách làm bánh mì ngọt nho. Nguyên liệu hôm nay Taylor chuẩn bị 475g bột mì, một bánh mì. Đây là bột bánh mì. Một bánh mì này Taylor dùng cái loại mà bột cái hiệu King Arthur nè, 12.7g. Hoặc là 12.7% protein, là cái protein nó cao á, thì cái bột nó dai dai, nó dẻo dẻo thơm lắm. Taylor dùng 475g là khoảng chừng 3 cup. Rồi thay là sẽ dùng khoảng chừng một cái trứng gửi cho vào bột ha. Đây là 120ml sữa tươi, 115ml nước lạnh, 20g sữa bột. Sữa bột này thì mình có thể mua sữa bột giống như thay là mua cái loại này đây. Loại này nè, mình mua ở chợ nè. Nếu mình không thích ăn uống sữa tươi á, thì mình mua cái sữa bột này. Sữa bột này bỏ vô bánh nó thơm thơm, nó mềm, nó thơm lắm. Còn nếu mình không có sữa bột này mà có sữa em bé đó, mình lấy sữa em bé mình thay thế cho cái sữa bột này cũng được. Đây là 40g đường hoặc là 3 muỗng canh đường. Đây là instant yeast, là men nở khô mà men nở nhanh á, mình không có cần phải kích hoạt trước á. Thì mình sẽ dùng một tí muối, khoảng chừng nửa muỗng cà phê muối. 50g bơ này, thì là dùng 80g để cho cái nhân, còn 50g thì mình dùng cho cái bột. Nhân á, thì là cái đây là 80g bột nè, là cái này là sữa bột á, hồi nãy thì là chỉ đó là sữa bột mình mua chợ Mỹ. Đây là 40g hoặc là 4 muỗng canh đường bột. Còn đây là 10g hoặc là 1 muỗng canh bột mì đa dụng để mình làm cho cái nhân nó sạch sạch lại đó. Còn đây là nho khô. Nho khô thì thay là dùng 50g. Mình sẽ bỏ nước sôi vô để cho ngâm cho nó nở ra ha. Còn đây là này là coconut, là cái này là dừa mà dừa nó sấy khô á, thì là sẽ bỏ vào một tí, khoảng chừng 20g để cho cái nhân của mình nó có hơi cái texture nó có hơi miếng dừa nó thơm thơm á. Rồi để bắt đầu thì mình đi lấy cái nước sôi mình bỏ vô cái nho này mình ngâm ha, để cho nó nở ra để mình mới chút nữa mình mới xài được. Thì là cái nước sôi thì là mới nấu nè, nước sôi mà để nấu xong mình nóng á, mình đổ vô cho ngâm vô cho nó mau nở. Còn mình ngâm nước lạnh đi mình ngâm lâu lắm. Rồi cái bột này á thì là sẽ dùng cái máy mình để mình nhồi bột hôm nay. Rồi mình cho hết bột vào cái tô này nha. Hôm nay mình sẽ làm hai ổ bánh mì luôn đó. Thì theo mình sẽ dùng bỏ miếng muối vô nè. Mình lấy nửa muỗng cà phê muối. Sau đó mình bỏ 40g đường. Đây là sữa bột mình bỏ vào luôn. Đây là men nở khô. Thì đây là instant yeast. Instant yeast này mình không có cần kích hoạt trước, mình bỏ thẳng vô luôn. Thì là sẽ cho vào 2 muỗng men khô, 2 muỗng cà phê. Sẽ bỏ 80g là một trứng cái trứng rưỡi trứng á. Rồi mình đặt nguyên cái trứng nguyên, rồi xong mình bỏ vào cái chén á. Rồi mình lấy phân nửa thôi. Rồi thay là lấy cái muỗng mình sẽ múc phân nửa. Phân nửa cái trứng vàng nè. Với lại mình lấy thêm một muỗng nè. Một muỗng canh trứng trứng trắng nữa, nửa muỗng này, này mình múc nguyên một muỗng nó cũng hơi khó.
sau đó thay lời cho sữa vào. Đây là 115ml nước mà thay lời phải bỏ vô mà chừa lại một tí để coi cái bột cái phút sau á, cái bột nó như thế nào là mình bỏ vô thêm. Rồi thay lời sẽ trộn cho nó đều trước nha. Thay lời sẽ dùng cái phới mình trộn cho nó nhanh. Mình trộn lên để cho nó đều cái bột á, cho nó thành một khối á. Cái bắt đầu mình dặn cái máy tốc độ nhanh một tí để cho nó đánh cho nó nhanh hơn. Rồi mình coi cái bột mình á, nó còn khô quá thì mình cho tí nước vào. Đừng có cho nhiều quá, sợ rồi nó nhão á. Nãy là thay là có 115ml nước mà mình cho nãy giờ tới còn chút xíu là mình cho luôn. Mình thấy cái bột nó vừa là ok, nó vừa dính cái tô, cái thành cái tô này á, là nó không có nhão lắm, cho nên mình cho luôn. Rồi bây giờ mình thay là sẽ đánh chế độ ở tốc độ số 6 nè nha. Thay là sẽ đấm 5 phút. Sau khi Taylor đánh được nhồi được 5 phút rồi, Taylor cắt hết mấy cái bơ 50g bơ nhỏ nhỏ ra nè, để mình bỏ vô nó dễ bột nó dễ đánh đều hơn á, để mình bỏ nguyên cục á nó lâu tan lắm. Rồi mình cho hết cái 50g bơ vào. Rồi mình sẽ nhồi thêm 5 phút với tốc độ số 6, rồi sau đó hay là sẽ nhồi thêm 5 phút nữa. Sau khi mình mà nhồi tốc độ số 6, mình sẽ nhồi thêm 5 phút nữa, tốc độ hơi nhanh một tí nữa, để cho cái bột mình nó vừa dẻo mà nó vừa dai nữa. Lâu lâu bơ nó còn dính trên cái thành tô nè, mình cứ kéo nó xuống để từ từ nó thấm vào bột. Thay là làm hết 10 phút rồi. Bây giờ lần thứ 3, 5 phút lần thứ 3 thì mình mở cái tốc độ nhanh hơn để cho nó đập cái bột nhiều, để cho nó mềm, cho nó dẻo luôn. Rồi bây giờ cái bột của mình nó dẻo mà nó mềm, nó mịn đẹp lắm. Thay là sẽ bỏ một tí cái dầu ăn cho cái tô này nè. Cái mình thoa lên cái tô ha, để cho mình bỏ bột cho mình ủ á, để nó không có dính vào cái tô. Và cái bột nè, thay là sẽ lấy cho các bạn coi, nó dẻo giống gì đây. Đó, dẻo nè. Rồi thay là sẽ lấy cái bột này ra ha. Sau đó mình ta tấm nó lại cho nó tròn, cái bột nó dẻo mà nó mịn, nó mềm, nó không có bị dính, nó không có dính tay. Với lại Taylor cũng có một tí dầu trong cái tay rồi đó. Rồi mình để vào cái
mình lấy miếng dầu trong cái tô luôn nè, mình làm chét lên mặt để cho nó đừng có khô cái mặt. Rồi thế là để vô đây. Rồi mình đi ủ cái này. Nếu mình để cái chai, đậy cái bột này nè, mình đậy lại, mình để chỗ nào trong nhà mình chỗ nào mà ấm ấm á, không thôi mình để trong cái lò nướng mà mình không có mở lò, mình để mở đèn thôi. Mình để khoảng chừng tiếng rưỡi để cái bột này nó nở ra gấp hai ha. Rồi bây giờ mình làm nhân nha. Nhân thì là lấy 80 gram bơ nè. Cái bơ này nếu mình để nhiệt độ phòng á thì mình đánh nó dễ hơn. Mình cắt cái gai nhỏ nhỏ cho nó dễ, bỏ vô đây nó trộn nó dễ hơn á. Mình lấy cái bỏ vô cái tô. Cái này là bơ lạc không có đường á. Xong thế là cho đường bột vô nè. 40 gram đường bột. Rồi mình ép hoặc là mình trộn cho nó đều bơ với đường nha. Đó, bây giờ đường với lại bơ nó đều hết rồi. Rồi bây giờ thế là sẽ, hồi nãy thế là có một còn chút trứng nè. Bây giờ thế là bỏ thêm một cái trứng nữa. Thành một trứng rưỡi là một trứng 1/3 gì đó. Giờ mình khuấy cái trứng này cho nó đều lên. Mình sẽ bỏ lần một ít để mình khuấy vô cái bơ này nè. Mình bỏ từ từ vào và mình đánh cho nó tan lên. Hay là bỏ 10 gram bột cho luôn. Cái này là bột mì đa dụng thôi. Hay là con bỏ một tí sữa vô luôn nè, sữa bột á. Mình bỏ thêm trứng nè. Hay là bỏ bột luôn. Bỏ bột thì nó dễ đánh hơn là trứng với lại bơ. Hai cái á, một cái dầu không, một cái nước hình ra nó ít có, nó khó trộn lắm. Bây giờ mình bỏ bột vô thì nó dễ trộn hơn, nó dễ đều hơn nè. Nó dễ trộn hơn tí, hay là cho bột vô tiếp. Cái này là bột sữa đó. Mình làm ra cái nó thơm. Cho hết luôn bột sữa. Thế là sẽ bỏ vào một tí dừa khô này để cho nó thơm cái nhân. Khoảng chừng 2 muỗng. Hoặc là nếu mà thích thêm ấy cũng được. Mà đừng cho cái nhân sao nó dừa thôi, nó đừng có lỏng quá mà nó đừng có đặc quá. Đó, cái nhân của mình cái nó gì nè, nó không đặc lắm mà nó cũng không có ướt lắm, giống như đây. Để hồi mình chét lên cái bánh đó. Rất là thơm luôn, có thêm miếng dừa vô nó rất là thơm. Đây là cái bột hay là để ủ khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ nó nở giống như đây. Rồi bây giờ thế là lấy ra, thế là chia căng coi bao nhiêu và mình chia bột ha. Sẽ bỏ lên cái căn, mình căn chia cho nó đều. Đó, thế là có 900 gram bột thì mình sẽ chia ra làm hai, 450 một ổ. Một ổ thì là sẽ làm cái kiểu khác nhau, còn một ổ kia thì thế là sẽ chia ra làm hai, 225 mỗi viên bột. Rồi mình nhồi cái bột này, mình túm cái bột này lại để cho nó bể bong bóng ra, để cái bọt khí á, nè cái bọt khí nè, tụp mở nổ tụp vào nè, nè xong đó mình tấm nó lại cho nó tròn, giống như đây mình có cái mặt láng ở trên,
mà mình lăn á. Bên. Như đây. Sau đó thì là sẽ để lấy giấy kiếm thực phẩm á, mình bịch lại, mình để cho bột nghỉ 20 phút. Để cho bột nghỉ giống gì á thì mà cái bột nó sẽ dai hơn, mình khi mà mình cán bột á nó không có bị đứt. Đó, bây giờ tôi lại lấy kiếm nè, mình đậy cho kín lại để cho cái bột nó đừng bị khô. Rồi mình để đây, mình để cho bột nghỉ 20 phút nha. Rồi sau khi để cho bột nghỉ 20 phút thì là sẽ, bây giờ mình sẽ cán bột mình làm thành cái bánh nha. Thế là sẽ để qua một bên để cho mình có cái chỗ để mình lấy cái, mình làm cái cục bột nào thì cái bột kia thì mình đậy lại để không mà nó bị khô. Thì là sẽ làm cái cục bột bự trước nè. Thì là sẽ cán cái nho á, mình để vô cái rổ giống như nè, để cho nó ráo nước ha. Như đây. Rồi mình cán cái bột này ra. Đó. Mình cán hình chữ nhật. Đó, cái chiều ngang giống gì nè, bằng cái khuôn hoặc là nhỏ hơn một tí để mình để vô á, cái viên tròn nó nằm chính giữa nha. Đó, giống gì đây. Sau đó thì mình đã nhân, mình chét phân nửa cái bánh. Chia cái nhân này ra làm hai ha. Rồi thế là chét nè. Còn phần nữa mình chừa cho hai cái kia. Sau đó đây này lấy một ít nho mình gãi. Sau đó mình lấy con dao hoặc là cái đồ cắt pizza nè, rồi mình cắt cái bột thành cái sợi sợi. Sau đó tôi là lấy cái đồ cán bột nè, mình cán cái này ra cho nó có cái mỏng ra một tí để mà khi mình làm cuộn cái bánh lại á, nó có cái đường để mình dán nó lại. Sau đó mình quấn lại. Cái khuôn này mình sẽ cho một tí dầu, mình sẽ thoa cho nó đều. Thế là sẽ bỏ mấy cái khuôn này nè trong cái khuôn hướng dẫn luôn. Nếu mình thích mua cái khuôn giống thay lời thì mình mua luôn nha. Còn nếu không thì trong nhà có cái gì á mình xài cũng được. Rồi, cái khuôn này mình để vô. Mình nhấc cái bánh nhẹ vô. Để vô. Đó, thế là để vô chính giữa giống như đây. Và mình để qua một bên. Mình lấy cái giấy kiếm mình đậy lại để cho bột có đựng khô, để cho bột nở thêm nữa đó. Đây là cái cuộn thứ nhì. Và mình để vô đây. Và bây giờ thế là cũng lấy cái giấy thực phẩm á, giấy kiếm thực phẩm mình đậy lên. Mình đậy lên tới khi nào mà cái bánh nó nở dung lên á thì hay là cũng để vô cái lò nướng mà mở đèn lên á để cho nó nở lên thêm, rồi khi mà nó nở xong rồi mình đem đi nướng ha.
Ở trong cái chén này Taylor có một cái chồng đỏ trứng gà. Taylor sẽ bỏ vào chút xíu sữa tươi, khoảng chừng một muỗng rưỡi cà phê sữa tươi. Rồi sau khi mình để cái bột này nó nở lên giống như nè, đó giống như nè, thì mình bây giờ quẹt cái trứng này lên để mình quét lên cái mặt bánh đó. Cái bánh này thì nó nở chưa có bề ngang, nó chưa có nở to lắm, nhưng cái bánh nhỏ này thì hai cái á, thì nó nở đẹp hơn nè. Bây giờ mình chỉ quét trứng lên rồi mình đem đi nướng thôi. Rồi mình có cái cọ, mình cứ quét cho lên cho cái mặt bánh đều hết là được. Quét đều lên đó thì cái mặt á nó vàng đều được đó. Rồi bây giờ mình bỏ vô mình nướng nha. Hay là để ta cái vỉ thứ nhì từ dưới đếm lên. Đây bánh chín rồi, bây giờ mình lấy ra. Hay là phải nướng phải 33 phút nó mới chín đó. Tại vì nhiều khi cái mấy cái bánh này nó nằm ở trong cái khuôn nè. Mình phải nướng cho chín thiệt chín. Đó, cái bánh này hai cái nó dính lại và nó bẹt ra giống như nè. Đây là cái bánh một, mình làm một cái cuộn nè. Cái nãy là hai cuộn. Bây giờ mình để cho nó nguội bớt rồi mình mới lấy cái bánh ra khỏi cái khuôn. Trong khi nướng á, nếu mà cái lò của các bạn mà nó vàng quá thì mình lấy cái giấy bạc á mình đậy lại. Mình phải nướng cho hết khoảng chừng 30 tới 35 phút nó mới chín. Mình để ngoài khoảng chừng 5 phút cái mình lấy ra bánh ra khỏi khuôn. Còn nếu như mình đợi lâu quá mình lấy hơi nó hơi dính. Bây giờ cái khuôn mình đụng vô nó còn rất là nóng, hay là phải làm cho nó chóc ra bên cái thành khuôn á chút xíu, tại nó cũng còn hơi dính trong nè, nó cũng chặt lắm á. Rồi sau đó mình đổ ra, đổ cái bánh ra cái mình để cho nó nguội bớt. Rồi bên đây cũng vậy, hay là cũng gung ginh cho nó chóc cái bên cái thành khuôn ra rồi bắt đầu đổ nó ra thôi. Giống gì đây? Đó, hai ổ bánh mì. Đây là thành phẩm bánh mì nhân nho khô. Thì bây giờ thì là sẽ bẻ coi cái bánh phía bên trong như thế nào ha. Thì là dùng lấy cái bánh này ha. Cái bánh này đó, ở trong này. Mình xé nó ra làm hai nè. Phần nửa cái bánh nó ra vậy nè. Rất là dẻo mềm, và mình muốn ăn á trong á thì mình xé nó ra cái bánh nè. Đó, ở trong nó có miếng dừa, wow, rất là đẹp luôn á. Có nho khô nè, cho nên nhìn rất là hấp dẫn luôn. Có miếng dừa rất là thơm. Đó, cái sớ bột nó có sợi rất là đẹp luôn mà nó mịn á. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử coi cái bánh á, ăn ngon. Đây. Xé một miếng nhỏ ra ăn thôi. Wow, bánh cái trong rất là mịn. Thế là lấy cái dĩa á tị. Cái nho nó có gớt xuống nó gớt. Wow. Mềm, dẻo mà rất là ngon luôn á. Cái nhân ở trong á nó thơm mà thôi luôn. Wow. Có cái sớ nè. Hay là dở trong ra thì nó có tí dừa. Dừa này cũng thơm ghê luôn á. Rồi cái bánh mì nó có cái sớ rất là đẹp. Thôi bánh ngon quá các bạn ơi. Thay là chúc các bạn thành công với bánh mì nhân nho với dừa ngày hôm nay nha.
Nếu như mà thấy video hay thì xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe dưới cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.